Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phát đại chứng minh. Trân trọng kính chào tất cả đại chúng hiện diện cũng như tất cả các vị đang online. Hôm nay chúng ta tìm hiểu bài thứ 8, sắc uẩn là gì, đến phần thứ 3. Hay nói cách khác là phần thứ 3 của nội dung sắc uẩn là gì. Chúng ta sẽ tập trung nghiên cứu hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là yếu tố vô biểu và yếu tố thứ hai là yếu tố vốn đại chúng. Những chữ như vậy chúng ta tập làm quen. Luận lý này chúng ta làm quen với nó sẽ đặt xuống một nền tảng của tư duy. Và từ đó mà chúng ta có thể thông hiểu được nhiều mặt khác nhau. Cho nên bài học đôi khi nó không có hấp dẫn lắm. Nhưng mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Các vị có muốn nhìn vào sách ấy, thì trang số 107. Những điều này các vị phải chuẩn bị ở nhà trước khi đến đây. Không có nên đến chỗ này mà còn xào xạc tìm tài liệu nữa thì không nên chút nào. Chúng ta hiểu vô biểu như thế nào? Vô biểu tức là những cái phần mà nó không có hiện ra. Nó không có biểu thị để chúng ta có thể nhận biết nó, hoặc để chúng ta dùng một cái giác quan nào đó có thể nhìn thấy được nó. Đó gọi là vô biểu. Ví dụ như mặt tâm của chúng ta, nó y như là một cái mặt biển đi ha. Và những cái gì mà khởi lên thành tác dụng ở trên não bộ, ở trên hành động, ở trên suy nghĩ lời nói, thì giống như là một cái phiến băng mà cái phần nổi lên ở trên ấy, thì gọi là biểu thị để chúng ta thấy được hình dáng. Còn cái phần chìm ở dưới, cái phần chìm ở dưới, cái phần đó gọi là vô biểu. Vậy thì chúng ta hiểu rằng vô biểu nó có một cái sự hoạt động của nó giống như là biểu. Và nó có cái sức hoạt động khủng khiếp hơn là biểu. Và nó chi phối cái dòng tư tưởng của con người chúng ta gần như là 99%. Người tu chúng ta nếu như không hiểu sự chi phối này thì chúng ta rất khó tu. Chúng ta sẽ đoạn trừ những cái ngọn mà không có đoạn trừ từ gốc. Hay nói cách khác, phần hiện ra và phần tiềm thức, tiềm phục, tiềm ẩn không có thấy. Cái đây gọi là vô biểu. Bản chất của nó là cái gì? Nó như thế nào? Chúng ta cần phải nghiên cứu rõ. Rồi dần dà chúng ta sẽ hiểu được, hiểu ra nó. Thì đây gọi là sinh trí. Mà nhờ trí có được thì bắt đầu chúng ta mới có thể đoạn trừ được nhiều thứ khác nhau. Ở đây tổ sư của chúng ta đưa ra một bài kệ có 4 câu. Trong loạn tâm hoặc cũng vô tâm, chuỗi liên tục, tịnh hay bất tịnh, hợp thành bởi đại chúng sở tạo. Do đây mà nói là vô biểu. Một bài kệ rất là ngắn. Trong loạn tâm nó có vô biểu.
trong hoặc trong cũng vô tâm, chuỗi liên tục, tức là niệm niệm liên tục không gián đoạn, tịnh hay bất tịnh, hợp thành bởi bốn đại chúng sở tạo, do đây mà nói là vô biểu. Chữ nghĩa chúng ta phải cẩn thận, nếu như không cẩn thận thì gọi là ông ấy thì nói gà bà nói vịt, hiểu không? Ví dụ như bây giờ hỏi là cái tâm của mình nó là thường còn hay nó không thường còn ha, thì chúng ta phải hiểu là tâm đó là tâm gì. Ví dụ như là chân tâm thì nó là thường trú, còn nói tới vọng tâm thì phải nói nó sanh diệt, hiểu không? Và khi đang nói về chân tâm vọng tâm sanh diệt thì đây là toàn bộ là do tâm lý phát sinh. À, còn nói tới chân tâm thì phải nói tới một cái lĩnh vực khác, chứ không nên một người đứng ở chân tâm nghĩ về chân tâm theo tinh thần của kinh Lăng Nghiêm, và một người thì suy nghĩ là vọng tâm ở trong vi diệu pháp. Hai bên bắt đầu nói được tâm này là như thế nào là không. Cho nên chúng ta phải khu biệt cái phạm vi mình nói, và cái ngôn ngữ đó nó phải thể hiện đúng ở trong phạm vi đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới đến cái chỗ thành tựu chân lý. À, như vậy thì ở đây nè, chúng ta thấy tổ sư giải thích từng câu. Loạn tâm là chỉ tâm khác với tâm này. Tâm này là tâm gì? Không phải chân tâm. Cái chữ tâm này là tâm thiện. Tâm này là tâm thiện. Nói tới chữ tâm này là chúng ta hiểu là đang nói tới tâm thiện. Còn nói loạn tâm, nó là cái tâm gì? Nó là cái tâm bất thiện và tâm gì? Vô ký. Chúng ta đang bàn ba tính chất của vấn đề thôi. Thiện, bất thiện và vô ký. Thì khi dùng chữ này nghe, loạn tâm là ý của luận sư muốn nói rằng chỉ cho cái tâm khác với tâm này. Và cái tâm này đây là ý chỉ cho tâm thiện. Còn loạn tâm là tâm gì? Tâm bất thiện và vô ký. Tại vì vô ký nó không có trí tuệ, và bất thiện là do nó vọng theo cảnh mà buông lung theo những cái điều ác. Nắm chưa hả? À, rồi, nói tới vô tâm là chỉ cho cảnh giới nào? Vô tâm nó chỉ có hai trường hợp thôi. Đó là chỉ cho tâm nhập vô tướng định và diệt tận định. Đó gọi là vô tâm. Chứ không hiểu rằng vô tâm đó là cái người vô lương tâm. Chữ nghĩa phải rõ ràng. Học luận á, trước tiên chúng ta phải giao ước với nhau một số chữ, và chúng ta phải hiểu theo cái nghĩa như vậy, tập trung vô, không có để tâm thức mình nó đi miên man. Các vị không có nghe, ít nhờ không có hiểu, ít nhất cũng phải ráng ghi nhớ, ráng ghi nhớ từng câu từng lời, và khởi tâm phân biệt theo cái sự hướng dẫn của thầy, và một thời gian các vị sẽ làm quen với cái cách hiểu này. Thì ở đây chúng ta hiểu là vô tướng định chỉ có những người thực tập thành tựu vô tướng định thì mới có thể là đi vào trong trạng thái định vô tướng. Mà định vô tướng nó ở trong đó tất cả mọi loại cảm thọ nó đều bị hủy diệt, cho nên có thể là kết ở trên da mà người đó không biết đâu. Đó gọi là vô tướng định. Đức Thế Tôn ngày xưa nhập vô tướng định khi mà anh cái bát cháo sữa của Thường Đà và bát cháo heo rừng của Thường Đà, và đi đến tới rừng Ta La, suốt cái hành trình đó ngài nhập vô tướng định. Cho nên nhiều câu kinh ngài nói rằng là thân của ta nay đã 80 như là một cái cổ xe nó cũ kỹ mục rã, ta phải dùng vô tướng định để di chuyển nó đến tại nơi niết bàn để không có cảm thấy bị đau đớn gì. Hả? Những câu kinh như vậy, tất cả các loại định mà Phật đã thành tựu á thì ngài tự tại. Chúng ta thường đau là chúng ta khởi phiền não, hoặc là làm sao cho cơn đau đó nó được giải trừ. Còn
Phật thì Ngài có cái phương pháp của Ngài do sự thành tựu siêu việt. Còn một loại nữa là ở trên cõi trời, ở trong ba cõi á, trong ba cõi thì ở trên cõi trời, ở trong cõi trời vô tướng, vô tướng thiên. Cõi trời vô tướng này nhé, thì tất cả thiên chúng đều ở trong cái định vô tướng. Cho nên người ở thế gian này tu thành tựu vô tướng định, nếu như không có tiến tới sự giải thoát khi chết thì sẽ tái sanh vô tướng thiên. Mà vô tướng thiên cõi đó là một cõi thiên ma ba tuần. Thiên ma ba tuần nó không có quan tâm tới cái cảm thọ đau đớn của người khác, nó hay làm cái tự nhiên theo kiểu của nó. Và ở đó không có trí giải thoát. Nó mà là một loại định, nhưng mà Thế Tôn dùng để mà chế ngự thì được, chứ còn dùng nó để đến mà giải thoát thì không có được. Vì vậy cho nên có vài vị nói: thưa Thầy, sao Thầy không hướng dẫn cái này? Thì Thầy có nói rằng là phải có nhiều Phật Pháp, phải có nhiều trí tuệ hơn một chút. Còn nếu như dùng cái tâm mà vô tướng này thì nó rất là an lành. Và nếu như cận tử nghiệp lâm chung dụng tâm vô tướng thì không thấy đau đớn của cái chết hiện ra. Nhưng cái nguy hiểm ở chỗ là người đó có thể đi vào ở trong vô tướng thiên. Này, vô tướng thiên đó là cõi toàn là ma ba tuần. Ở đó phước báo rất lớn, sống được sống rất là sung sướng nhưng mà không giải thoát. Đây là sự nguy hiểm mà sống rất lâu rồi đọa trở lại cũng rất nặng. Thành muốn vãng sanh cực lạc Tây Phương phải có một cái khát khao sanh Tây Phương tịnh độ, cùng với cái sự tu tập công phu dày dặn ở trong cuộc sống, và xem vô tướng định như là một cái phương pháp trấn nhiếp cơn đau mà thôi. Nếu như tâm mình đến cái mức đó thì mình học cái này nó không có hại, còn nếu không nhiều khi mình sử dụng nó sẽ làm hại. Và thứ nữa là ở trong thế gian này trường hợp nào là không có tướng? Không, trong thế gian này Thầy đang nói phi tướng là cõi trời. Trong thế gian này khi các vị ngủ say, chết giả, hai cái này là không có tướng. Tại vì ngủ say làm sao mà biết? Hỏi là anh Minh Từ bữa hôm qua ngủ lúc mấy giờ? Anh nói dạ con ngủ 12 giờ. Đúng không? Thì khi anh còn biết 12 giờ là anh chưa có ngủ. Thấy không hả? Cho nên câu nói của mình mang tính là phỏng đoán thôi. Phỏng đoán thôi. Chứ mình không có xác định được rõ ràng. Như vậy thì trạng thái nữa là trạng thái chết giả. Chết giả, anh cái gì đó mắc nghẹn chết giả. Chết giả chẳng hạn như là bị nước, bị chìm bị nước, nghẹt thở. Và người đó bất tỉnh, chết giả. Hay là bị một cái loại thuốc nào đó nó kích thích vào trong bốn đại chúng. Thì lúc bây giờ nó người này đi vào trong trạng thái là hôn mê sâu đó. Và người ta kích xẻ cái da không biết gì cả. Đây là trạng thái mà không có tướng, hiểu chưa hả? Không có tướng. Còn một trạng thái diệt tận định cũng vậy. Một vị A La Hán nhập ở trong diệt tận định thì lúc bây giờ là tất cả những cái loại tướng ở thế gian đều hủy diệt hết, đều mất hết. Trạng thái này cái tâm của các ngài làm cái gì là cũng ở trong cái trạng thái là vô ký. Cho nên có những cái vị đi ngang qua sông rồi nói rằng là tiếu tùy đừng cháy nữa. Những câu nói đó là mang cái tính vô ký. Vô ký là ngài nhớ một cái kiếp trước tiền thân vậy á, cái vị thần sông này là tiếu tùy của ngài, thành ra ngài cứ nói. Mà thần sông thì y theo cái phép của A La Hán không thể chống trái, cho nên phải dụng thần lực để ngăn nước và ngài đi qua, ngài cứ tự nhiên như vậy. Mãi tới khi mà gặp Phật tố giác thì Phật gọi ngài lên và ngài nói: thôi tiếu tì đừng có giận nữa. Tức là ngài nói một cách vô tâm như vậy, đấy gọi là vô tâm A La Hán á, hiểu không? Còn ví dụ như mình gọi một ông thần sông là tiếu tì của mình á, là mình có cái ngã nhau,
cái ngã nhân có hạ thấp người ta xuống. Trạng thái đó là hữu tâm, còn ở trạng thái như vị A La Hán đó là vô tâm, hiểu không hả? Nhưng mà ngài ở trong cái định, ngài nói ra thôi. À, thành ra những trường hợp này là vô tâm, là chỉ cho nhập, nhập gì, diệt vô tướng định và diệt tận định. Cái trạng thái một vị A La Hán khi họ rời khỏi diệt tận định thì họ vẫn sống bình thường như con người chúng ta, hiểu không hả? Mặc dù họ có thể thành tựu được diệt tận định rồi, nhưng mà không phải lúc nào họ cũng ở trong đó. Thành ra họ vẫn phải đi rời ra để họ chỉ, họ đi khất thực, đi giảng pháp này kia. À, nó như vậy đó. Nhưng mà khi đi vào trong diệt tận định là chắc chắn là cái tâm sinh diệt nó không còn tồn tại nữa, hiểu chưa hả? Rồi, từ cũng là chỉ cỡ luôn cả không loạn tâm và hữu tâm. Đây là đang giải thích cái bài kệ đó. Còn chữ mà chuỗi liên tục là chỉ cho dòng tiếp nối liên tục, dòng tiếp nối liên tục. Tịnh và bất tịnh là chỉ thiện và bất thiện. Tịnh là thiện và bất thiện là gì? Là bất tịnh. À, các vị đã nắm rõ rồi phải không ha? Như vậy thì ở trong thiện và bất thiện để phân biệt được sự tương tự của dòng chảy của đất, sự tương tự tiếp nối liên tục của đất thì cái dòng chảy này nó phải là một tiến trình. Ví dụ như bây giờ thầy muốn đưa tay lấy một cái dùi chuông lên để làm một cái ví dụ, và thầy nghĩ đây là thầy đã cầm được cái dùi chuông. Cái đất này nó dựa ở trên đâu? Nó dựa trên cái dùi chuông là một cái pháp ở trần, ở thế gian, phải không? Là một cái cây, cái gỗ hay một cái gì đó. Còn cái thân của thầy là thân căn. Như cái tâm mà đất này á, nó thuộc về cái dùi chuông là sắc pháp hay là thuộc về thân căn? À, cho nên chúng ta phải hiểu là cái tâm mà đất này hay là nó cái chữ đất đó nó hình thành trên cái đời lục ý thức nữa, trong cái suy nghĩ mình á. Như vậy thì ít nhất chúng ta phải hiểu rằng là nó kết hợp cả ba, tức là có cái vật mình cầm được, có cái tay mình cầm được, mình sở hữu được, và có cái tâm mình nghĩ tưởng mình đắc được. Cho nên cái nghĩa của cái việc đắc đó nó phải hình thành từ ba yếu tố, đúng không ạ? Chứ bây giờ chúng ta nói tôi đắc cái dùi chuông mà mình chưa cầm dùi chuông được, làm sao đắc? Hoặc là mình nói là có dùi chuông mà mình không cầm lên thì sao gọi là đắc? Hay là có thân có dùi chuông mà mình không nghĩ tới là cầm dùi chuông lên và sở hữu nó một cái thời gian nào đó thì không thôi gọi là đắc. Và ở trong cái thời gian sở hữu đó, chẳng hạn như đang giữ trên tay giày ít nhất 1 giây, 2 giây, 3 giây, hay là cái chuỗi tương tục này á, là cái đắc nó hình thành, hiểu không hả? Đó, hiểu chữ đắc chưa hả? Cho nên cái chữ đắc đó nó hơi trừu tượng một chút, nhưng mà nó hình thành từ ba yếu tố đó, nắm được chưa? À, như vậy thì ở đây á, chúng ta biết rằng là đó là để phân biệt sự tương tục của dòng chảy của đất. Sự tương tục của dòng chảy của đất là như thế nào? Thì nên nói nó được hợp thành bởi bốn đại chúng. À, như vậy thì cái vô biểu đó nó phải được hình thành trên cơ sở của bốn đại chúng. Nếu như không có bốn đại chúng thì không có thể nào có mặt của vô biểu. À, hay nói cách khác là gì? Là chẳng hạn như các vị đắc giới ha, thì đắc giới là ví dụ như bây giờ giới sư Trang Nghiêm, đạo tràng thanh tịnh, đạo tràng Trang Nghiêm, giới sư thanh tịnh, và cái tâm khát ngưỡng cầu giới của các vị nó hợp thành một cái trạng thái đắc. Trạng thái đó nằm ở cái dạng là vô biểu, không có hình dáng, đúng không hả? Mình không thọ cái giới bất sát thì khi gặp cái tình huống sát là mình sẽ sát, nhưng thọ giới bất sát thì gặp tình huống sát mình vẫn không sát, là bởi vì ở trong tâm mình nó có một cái ranh giới, đúng không hả? Và cái ranh giới đó là ranh giới vô hình,
Hiểu chưa hả? Cái ranh giới vô hình này nó tạo ra một cái sự sống riêng cho người đó. Sự sống riêng cho người đó. Và họ sẽ thành tựu thiện căn ở trên cái nền tảng đó. Như vậy thì cái trạng thái bây giờ nếu như các vị già yếu suy kiệt rồi mà mình chết đi rồi thì cái trạng thái đắc giới đó nó còn không? Nó sẽ mất chứ. Tại cái giới đó nó hình thành ở trên thân mạng bốn đại. Bốn đại này rã rồi thì làm sao nó còn nữa. Cho nên nếu như có còn thì bắt đầu nó chuyển sang một cái dạng là những cái hạt giống tiềm phục, và đi sang một cái thân sâu, rồi gặp cái duyên thọ giới một trong bảy loại. Chỉ cần giữ ở trong trong giới nào giữ thì lúc bây giờ nó mới phục hồi trở lại. Còn không thì nó vẫn chìm, nó ngủ yên. À, cho nên cái trạng thái mà vô biếu đó là nó phải dựa ở trên cái biếu mà ấn định nó, chứ còn không có biếu làm sao mà có vô biếu. À, cho nên điểm này mới nói rằng gì là tịnh à đó này, nên nói là được hợp thành bởi bốn đại chúng. À, nói sự hợp thành có nghĩa là nhân. Nghĩa là gì? Nói tới một cái sự hợp thành nào đó là đang chỉ cho những cái nhân để vấn đề đó được hợp thành. Đúng không chưa? Hả? Bây giờ thầy hỏi các vị, là bây giờ mình muốn có một cái trường đại học thì nó cần những cái nhân gì? Cái nhân đầu tiên là phải nói rằng là ông thầy giáo và sinh viên. Đúng không? Nếu như không có ông thầy thì làm sao có lớp học? Không có những sinh viên thì làm sao mà có lớp học. Cho nên thầy và trò là hai yếu tố đầu tiên của một trường học. Rồi sau đó bắt đầu mới nói tới cái chuyện khác. Nói tới là gì? Là giáo trình. Nói tới cái gì? Nói tới là cơ sở vật chất. Nói tới cái giá trị pháp lý được xã hội định hình như thế nào. Như vậy thì ở đây chúng ta biết rằng là nói tới cái sự hợp thành của một cái trường là phải nói tới những cái nhân của nó. Và chúng ta đi tìm kiếm tất cả những cái nhân để hình thành một trường đại học. Đó là điều quan trọng hơn là ước mơ hình thành một trường đại học. Đúng không? À, chỉ cần đi tìm kiếm đầy đủ những nhân duyên để hình thành một trường đại học tuyệt vời thì tự khắc trường đại học đó sẽ sinh ra. Cho nên ở đây mới nói rằng cái sự hợp thành là chỉ cho các cái nhân. Mà nhân đó là chỉ cho gì? Là năm loại nhân. Nhân là thứ nhất là sanh ra. À, phải có sanh ra mới nói chuyện được. Không có sanh ra làm sao nói. Cho nên cái nhân đầu tiên sanh ra. Thứ hai là gì? Là y vào đó để tồn tại. Gọi là y nhân. Rồi thứ ba là gì? Là trên nền tảng đó mà hình thành. Gọi là lập nhân. Thứ tư là gì? Là trì nhân, tức là duy trì. Lập ra mà nó mất liền thì làm sao mà nói chuyện đây? Cho nên nó phải có sự duy trì một cái thời gian nhất định. Rồi thứ năm là gì? Là nuôi dưỡng, trướng dưỡng cái vấn đề đã phát triển lên. Như vậy thì không cần biết bất cứ cái chuyện gì, nói đến cái sự hợp thành thì phải nói tới năm yếu tố này, năm cái nhân này. Vậy thì cái sinh ra, để cho một trường đại học sinh ra thì phải gì? Phải có trường cái gì? Có thầy, có trò. Thành ra chúng ta tổ chức thỉnh mời giáo thọ, tập hợp giáo thọ và thuyết phục người đi học trước. Đầu tiên là phải thuyết phục người đi học. Tại vì người ta chưa hiểu cái giá trị thì phải thuyết phục trước. Đúng chưa? Đó là sanh nhân. Thầy và trò phải có mặt trước cái đã, hai yếu tố chính. Rồi, y nhân. Y nhân là phải có một cái miếng đất, phải có một cái phòng học, có cái chỗ nào đó, cái môi trường, đúng không? Rồi lập nhân là trên những yếu tố này mà lập lên cái gì? Là giáo trình. À, rồi tri nhân, cái khâu này phiền phức nhất. Cái khâu này là cái bộ phận văn phòng, cái bộ phận tin tức, cái bộ phận mà an ủi, mà động viên, mà sách tấn, mà hướng dẫn. À, đấy, gọi là gì nữa? Rồi dưỡng nhân. Duy trì và dưỡng nó. Cho nên sinh ra đã khó, mà duy trì càng khó, mà dưỡng nó lớn lên càng khó hơn. Thấy không hả? Như vậy thì mình làm có nhiều yếu tố. Đây là gì? Là một cái nền tảng luận lý triết học.
trong một yếu tố được sinh ra, nó nối tới đó là phải hiểu rằng là gì, là cái nghĩa sự được hợp thành, một sự việc được hợp thành. Cái chữ đơn giản như vậy mà chúng ta thấy ở trong đó là cả một cái luận lý triết học sâu xa. Và vì năm loại nhân như vậy, từ do vậy là chỉ cho nhân duyên có danh từ vô biểu. Vô biểu như vậy thì tuy có tự thế là hoạt động của sắc như hữu biểu, nhưng nó không biểu thị cho người khác nhận thức. Đây là một cái kết luận đang nói về vô biểu, là phải hiểu rằng nó là một tự thế có hoạt động của sắc, nhưng giống như là hữu biểu, nhưng mà nó không biểu thị cho người khác nhận thức. Các vị hình dung được điều này không? Cho một ví dụ khác để thấy năm giác quan. Cho một ví dụ khác để thấy này. Chẳng hạn như mình thấy một đứa trẻ, nó sinh ra nó có bốn cái khả năng là sát sanh, trộm cắp, dục tà hành và nói dối. Khi nó mới sinh ra, mình chỉ với mặt nó mà nói ngươi là gì? Là cái người sát sanh, trộm cướp, dục tà hành và nói dối. Điều đó có đúng không? Không đúng. Nhưng mà ở trong tâm của nó, trong tiềm phục của nó, những điều đó có hay không? Có. Khi nào nó nổi lên? Khi nó đủ duyên, phải không? Nó thấy con kiến cắn nó đạp cho chết. Nó thấy con chuồn chuồn nó bắt ngắt cánh cho vui, phải không hả? Nó thấy cái viên kẹo nó lấy nó nhai bỏ miệng nhai. Hồi nó có lấy hồng nó nói hồng. Nó dối. Không ai dạy nó chuyện này. Rồi lớn lên cũng không có trường lớp nào mà mở cái trường dạy thành vợ chồng. Nhưng mà người ta cứ đi tìm, rồi người ta lại chia tay, rồi người ta tìm nữa. Chúng ta thấy cái này là cái chung tử. Cái chung tử này ấy, là nó chìm ở trong tâm. Rồi nói ví dụ khác. Ví dụ như tại sao ví dụ như bây giờ chúng ta có nghi ngờ, rồi thân kiến, nói chung là 10 kiết sử đi ha, 10 kiết sử. Thì 10 kiết sử này á, nó chia theo cái cấp độ và cái môi trường của khổ tập diệt đạo, thì nó có 88 kiết sử, đúng không ạ? Xét trong ba cõi thì nó có 88. Chúng ta có thể bỏ hết những cái kiết sử ở trong dục giới, nhưng nếu như chúng ta không bỏ những kiết sử ở trên sắc giới thì chúng ta có thoát khỏi được sắc giới không? Tại sao không? Bởi vì nó là cái nhân mà dẫn chúng ta sinh về cái chỗ, cái môi trường đó. Ví dụ chúng ta muốn giải thoát niết bàn thì chúng ta tu cái không buông lung và tính lặng niết bàn. Còn bây giờ chúng ta muốn sinh, chúng ta không có nói gì hết, nhưng mà chúng ta vẫn làm cái tâm mình chưa loại trừ được những cái kiết sử ở trên thiên giới. Mặc dù chúng ta đã loại hết cái dục giới rồi thì chúng ta chắc chắn sẽ sinh về thiên giới. Thấy chưa hả? Tại vì khi mà cái thân này mất xuống rồi thì bắt đầu á, tâm mình đã đi vào trạng thái vô ký. Tại vì hơi thở nó không còn thở và cái sự sống này không còn duy trì được nữa, thì tâm bây giờ nó đi vô trạng thái vô ký. Mà vô ký là nó trạng thái đi theo cái nghiệp lực dẫn sinh. Thì cái tâm mà nó loại hết cái này không còn cái sức nặng, không còn kéo lại đây nữa, thì lúc đó cái nào chiếm ưu thế thì nó sẽ dẫn vào chỗ đó. Hiểu chưa hả? Như vậy thì cái khả năng mà dẫn đi đó, cái đó gọi là gì? Là vô biểu. Tại vì trong hiện tại là nó không có hiện ra. Và mình nó vẫn tồn tại, nó vẫn hành hoạt. Hay nói dễ hiểu hơn là năm giác quan chúng ta nhìn ở bên ngoài, thấy cái năm dịu dục á, là tâm chúng ta có cái xu hướng là mê đắm, đúng không?
Rồi bây giờ chúng ta chán ghét cái sự mê đắm và sai lầm khi chúng ta vướng phải những cái hoàn cảnh mà mình không có thích nữa. Mình viễn ly nó, từ bỏ nó, mình đi vào trong một cái ngôi chùa hay trong một thiền thất, mình ngồi im xuống, mình đóng cửa năm giác quan. Thì lúc bây giờ ở trong tâm mình á, nó còn ý thức hoạt động với mạt na kết hợp với nền tảng ala da. Ở trong đây á, thì tất cả cái sự mê đắm trong đây gọi là tâm nhiễm thức. Hướng ra bên ngoài là nhiễm sắc, phải không ạ? Nếu tránh cái nhiễm sắc thì lại nhiễm thức, và nhiễm thức thì bị sức, bị thức nó gì, nó kiết, nó cột hả, rồi sao nó dẫn đi, gọi là nó xử, đúng không ạ? Nó kiết, nó xử, nó kiết, nó xử. Như vậy thì người đó chết là chết trong trong kiết, trong xử. Nếu như tâm bị nhiễm sắc, bị sắc kiết xử, và khi sắc nó hoại, người đó sẽ chết ở trong trong sắc, trong kiết xử của sắc. Còn nếu trạng thái của tâm hồn thì nhiễm thức, mà cái thức này á, nhiễm vào đâu thì nó sẽ dẫn vào cái chỗ mà nó nhiễm đó. Thấy chưa hả? Đó, cái đây là trạng thái đáng sợ nhất. Thành ra là mình phải dọn dẹp từ trong tâm của mình. Dọn bên ngoài là theo nền tảng của giới luật, nhưng mà đi vào trong tâm là phải dọn theo cái cách của tâm. Khó khăn như vậy đó. Rồi bây giờ nói tiếp theo nữa, chúng ta hãy hiểu rằng như vậy thì ở đây nhé, kết luận lại là vô biểu là sắc, hoặc thiện hoặc bất thiện phát sinh bởi biểu nghiệp hay là định. Ví dụ như một người ở trong sơ thiền tỉnh lự, nhị thiền á, ở trong định, thì nó biểu hiện cái dáng dấp nhẹ nhàng ha. Ví dụ như một người mà họ đắc được nhị thiền thì định sanh hỷ lạc, và lúc bây giờ thân và tâm của họ là lạc, phải không ạ? Thành ra cái xu hướng của họ là cái dáng đi của họ nó nhẹ nhàng ha. Còn chúng ta hiểu, ví dụ như một người họ đang giận hơn thì họ đi không thịt thịt thịt, phải không? Họ mở cửa rồi họ xô nồi cũng nghe rốn rã, phải không ạ? Đó, tại vì nó biểu hiện như vậy đó, cái tâm nó hiện ra như vậy thì rõ ràng đây là ở trong tâm thanh nào nó biểu hiện ra cái dáng bên ngoài như vậy. Cho nên cái trạng thái mà một người công phu nhiều thì nó ở trong trong định, mà định thì cái vô biểu nó phát sinh. Hoặc giả là gì? Thật ra là một người tịnh tâm mình xuống thì lúc bây giờ thấy có những việc mình không nên làm nữa. Cái vấn đề đó nó thành vô biểu trong tâm của người đó. Và vô biểu thiện nó bắt đầu phát sinh. Cho nên khi họ đứng lên, mặc dù cái việc tương tự như ngày xưa là họ sẽ làm, nhưng mà bây giờ họ nhận thức được rồi, họ không muốn làm nữa, thì tự nhiên tới đó họ ngừng lại. Thật ra có một vài vị họ ngạc nhiên, họ nói rằng cái tánh của con thật là nóng, nhưng mà khi con vô tu tập thời gian, tánh nóng con sao nó mất đi, nó giảm đi à, là do cái vô biểu ở trong tâm, vô biểu thiện á, trong tâm nó phát triển lên. Cho nên là khi mà căng xúc với trần á, thì nó không có làm cho họ nóng như trước nữa. Hiểu chưa hả? À, đó là cái trạng thái hoạt động của vô biểu đáng sợ như vậy đó. Cho nên vô biểu nói lại, nó giống y như là một cái trạng thái tiềm tàng ở dưới mặt nước tâm. Còn những cái gì mà hiện lên trên ấy, biểu hiện lên trên ấy, biểu thị lên ấy, thì như là một cái phiến băng mà cái phần nổi trên mặt nước rất là ít. Và chúng ta thì hay bị mắc lừa là chúng ta cứ để ý cái phần nổi lên, chúng ta cứ quanh quẩn đối phó với cái phần nổi lên, còn cái phần mà tự thể của nó chìm ở dưới đó là cái phần đó chúng ta lại không thấy. Rồi, và chúng ta thấy rằng á, vô biểu nó như vậy, nó là một loại sắc nha, mà cái sắc vô hình á, cái sắc này nó gọi là cực lực sắc, cực khánh sắc, vi tế sắc, chứ không phải nói là nó là một cái không có sắc là không đúng, nhưng mà nó quá vi tế, thành ra ở đây nói là vô biểu là sắc, hiểu không ạ? Chẳng hạn như bây giờ một cái luồng xung động thần kinh vô ở trong tâm của mình, nó cũng là một loại vi tế sắc đó. Hoặc thiện hoặc bất thiện phát sinh từ biểu hay vô biểu, đó là một loại sắc, hiểu không hả?
Cho nên mặc cho nó vô là nó không biểu thị rõ ràng ra cho mình thấy, nhưng mà nó vẫn có cái tính năng tương tác của sách. À, ví dụ như bây giờ ha, bây giờ năm con mắt mình nhìn thấy lãng hoa này, thì lúc bây giờ cái màu vàng này, cái hình sắc của cái lãng hoa này nó sẽ tập trung lại ở trên cái môi trường đặc biệt, đó là con mắt. Bởi vì con mắt nó có cái khả năng là phân tích, có khả năng là lưu giữ những cái hình ảnh. Đó là cái cơ quan đặc biệt. Và ở trong đó bắt đầu là nó sinh ra cái sự cọ sát, nó sinh ra vọng thức. Vọng thức đó nó tạo ra một cái dạng năng lượng thần kinh, nó chi phối ở trên thị giác, trên thần kinh của con mắt. Bây giờ nó đưa vào trong môi trường, đó là não bộ. Và não bộ mình là cái môi trường đặc biệt mà để cho ý thức nó phản ánh trên đó, chứ môi trường khác nó phản ánh không được. Nên môi trường đặc biệt nó dựa trên cái cấu trúc não bộ đặc biệt đó mà nó phản ánh bao nhiêu thứ thông tin. Thì tất cả cái này á, nó phải truyền đi với một cái dạng là tín hiệu điện, hiểu không? Một cái dạng tín hiệu năng lượng. Mà cái tín hiệu này á, là nó là một cái đơn vị vật chất siêu việt. Chúng ta không nhìn thấy này, nghe là cái hình đã chạy vô đồ điện, nó chạy ào ào như thế nào. nhưng mà chúng ta biết rằng nó có cái sự dịch chuyển và sự trao đổi, chứ nếu không ở trong đạo não bộ mình sẽ không biết cái gì, hiểu chưa hả? Vì vậy cho nên á, nhưng mình không thấy được thì mình nói là vô biểu. Như vậy thì cái vô biểu đó nó hoàn toàn là mô phỏng cái phần biểu chứ, đúng không? Cho nên nó vẫn là cái sắc vi tế mà dựa theo cái biểu hiện sắc thô thiển để mà hoạt động, thế chưa hả? Rồi vậy thì bây giờ nói tới vô biểu như vậy, nó dựa trên bốn đại chúng, thành ra chúng ta phải nghiền ngẫm bốn đại chúng. Nếu không nghiền ngẫm bốn đại chúng một cách kỹ càng thì chúng ta cũng rất khó mà chứng thắng được bản tính của bốn đại chúng nó là cái gì. Chúng ta ngồi thiền, ngồi ha, bắt đầu là chúng ta thấy con người mình nó lắc lư, mình như ma rung rung cho mình sẽ có cảm giác đó. Có ai có không à? Có phải không? Rồi có ngồi im mà tự nhiên ấy, có ai giống như lấy cái tay dí dí vô cái đầu mình chạy không? Đó. Hoặc là có người á là tự nhiên ngồi nghe nốt cái đung, hết hồn, quan sát không thấy gì hết. Có những trường hợp như vậy đó. Những trường hợp như vậy thưa quý vị á, đa phần là cái sự hoạt động, sự bùng nổ, sự dịch chuyển của bốn đại chúng. Chúng ta hoạt động lắc lư cho nên máu trong người mình lắc lư mình không biết. Nhưng mà khi tịnh tâm xuống mức nào đó thì bắt đầu máu nó di chuyển mình sẽ biết. Hay là mình chỉ cần ngồi nghiêng một chút thôi là chúng ta thấy cái lượng máu nó sẽ nghiêng qua giống như là một theo nước nghiêng qua. Đó. Nó có cái sức nặng nghiêng qua và trong tâm vi tế mình thấy hình như là mình bị nghiêng đổ bởi một cái gì. Và mình giữ lại, theo bản năng giữ lại thì nó tạo ra sự chao đảo. Sự chao đảo này chúng ta nghĩ rằng là con ma nó đang lét lư cái giường của mình. Hoặc là cái sự ngưng tụ của địa đại. Rồi khi mà nó bị tan rã, nó bị vỡ, nó bị sau đó ở trên thân của mình. Thì lúc đó bắt đầu chúng ta thấy cái gì? Chúng ta sẽ nghe như là một tiếng nổ. Tâm mình nó tịnh xuống chỗ đó, mình sẽ thấy được là cái sự vận động của bốn đại như thế nào. Hoặc có khi á, mình cảm giác mình nóng rực lên. Trạng thái này nó có hai trường hợp. Một là bụng đói quá, và cái nhiệt hóa nó sinh ra từ cái ức này. Và hai là một số thức ăn khó tiêu, hoặc là một số thức ăn có tính chất là cay nóng, nó nóng lên và lúc đó tâm mình nó chạm phải và nó sinh thức, cho nên lúc đó mình sẽ cảm thọ. Và bình thường những cái điều như vậy không có thiền định lâu không bao giờ mình thấy, nhưng phải hiểu nó vẫn diễn ra hàng ngày, chứ không phải là khi mình thiền tới đó nó mới có, nhưng mà do tâm mình không đủ cái độ vi tế để phát hiện. Cho nên phải tìm hiểu bốn đại chúng là cho kỹ. Được hợp thành từ các đại chúng. Nói đến trạng thái vô biểu được hợp thành từ các đại chúng.
Đại chúng đó là chỉ cho bốn giới: đất, nước, lửa, gió, chức năng, trì, vân vân, cứng, dính, ấm và động. Một bài kệ rất là ngắn, miêu tả cái gì? Miêu tả cái yếu tố của bốn đại chúng. Bốn yếu tố này được gọi là giới. Bốn yếu tố này được gọi là giới. À, vì sao gọi là giới hả? Giới là gì? Là cái ranh giới, là cái môi trường. À, vì chúng duy trì sắc sở tạo và yếu tính ca biệt. À, cho nên cái môi trường đó là cái môi trường mà duy trì tất cả con người và vạn vật tồn tại ở trên đó. Nếu như không có đất nước gió lửa thì chúng ta tồn tại trên cơ sở nào? Con người và vạn vật đều phải dựa vào bốn đại mà tồn tại. Và chúng ta thấy ở trong thân của chúng ta đều có đủ hết. Có những cái chất độc hại cũng có ở trong người của chúng ta. Phân tích cho cùng, ở trên mặt đất này có cái gì là chúng ta có cái đó. Và cái độ thiên lệch của nó thì chắc chắn phải có sự thiên lệch. Ví dụ như chúng ta ở Việt Nam, chúng ta ở Việt Nam lâu ngày, và chúng ta sẽ bị, đến Mỹ chúng ta sẽ bị là allergy. Tại vì là phấn hoa. Và người ta bày mình á là phải uống mật ong vô, bởi vì con ong nó chuyên đi tìm kiếm những cái mật hoa, và cái tố chất của nó là có phấn hoa. Như vậy mình sẽ cho vào trong cơ thể mình thêm mỗi ngày một chút, và lúc bây giờ ở trong cơ thể mình ấy, nó tăng trưởng cái gì, cái bốn đại thích hợp với cái môi trường mới, và dần dà một thời gian thì cái allergy đó nó sẽ không còn. Có đúng như không hả? Tại nhớ họ đã đến tại cái vùng này là nó lạnh từ trong xương lạnh ra, một ngày cứ đắp mình chạy nó vẫn lạnh, nó vẫn lạnh. Ôi sao lạ, mồ hôi tháo ra mọi thứ, nhiệt độ thì không có gì mà tại sao cứ thấy lạnh. Thì ra là do cơ thể của mình nó chưa có hấp thụ những cái chất ở chỗ này, và cái khí hậu thời tiết ra như vậy. Cho nên bây giờ mình cố gắng mình ăn những cái chất gì ở tại bản xứ này, đừng có nhớ chất ở Việt Nam. Kiếm cái chất gì ở tại chỗ đây ăn nhiều hơn một chút cho nó trướng dưỡng nhanh lên, thì lúc bây giờ bốn đại nó sẽ uyên chuyển, nó thích hợp. Nhưng mà dẫu sao nữa, bốn đại Việt Nam hay bốn đại của Mỹ gì, nó vẫn là bốn đại. Nhưng thầy nói rằng cái sự thiên lệch là do mình sống lâu ở chỗ đó, nó có sự thiên lệch một chút, bây giờ mình tăng trưởng lên thì nó sẽ quân bình. Nha. Bốn đại chúng sở tạo và yếu tính cá biệt. Yếu tính cá biệt này là chỉ cho tự thể. Chẳng hạn như là cái bàn nó khác với cái ghế. Cái yếu tính ấy, yếu tính cá biệt, tức là nó khiến cho người ta có thể nhìn vào và phân biệt được sự khác biệt giữa cái này và cái kia, giữa người này và người kia. Đó gọi là yếu tính cá biệt. Các vị cố gắng suy nghĩ. Đây gọi là triết học. Triết học là phải học cho nó thật là chuyên nhất tâm trí, chứ còn nếu như mình lơ là sẽ không hiểu được, phải dùng trí tuệ nhiều lắm. Rồi, bốn đại chúng này nó là gì? Nó là sắc sở tạo và yếu tính ca biệt. Chúng duy trì cái sắc sở tạo và gì? Yếu tính ca biệt. Bốn giới này được gọi là bốn đại chúng. Nói là đại là vì sao? Hả? Nói là đại nó vì sao hả? Chữ đại này á, ý nói rằng là cái hình thế của nó là to lớn. Ví dụ như đất nó chiếm trên thế gian này rất nhiều. Rồi á, nước nó còn chiếm rất lớn. Và gió cũng chiếm rất lớn. Lửa cũng vậy, chiếm rất lớn. Cho nên là gọi là đại. Cái thế của nó là rộng lớn. Cái tướng của nó cũng rộng lớn. Và cái tác dụng của nó cũng to lớn. Cho nên thế tướng và dụng to lớn. Đây gọi là đại. Đại là như vậy, đại là to lớn như vậy. Như vậy thì ở đây này, Chúng ta hiểu rằng bốn đại chúng này, hoặc là vì hình tướng to lớn ở trong các tổ hợp
gồm đất vân vân, hoặc nó phát khởi cái gì, cái sự tác dụng lớn, do đó cho nên nó là gì, là đại, được chưa? Rồi trở lại cái ví dụ sớm chút xíu là thân của chúng ta nó có đủ những cái yếu tố bốn đại, và nó còn biểu hiện cái tính không gian và thời gian nữa, rất là kỳ diệu. Ví dụ như con người mình có 365 cái đốt xương, thì không gian có 365, thời gian có 365 ngày. Người ta chẳng biết là cái ruột đó làm gì, người ta gọi ruột thừa. Nhưng mà thật sự nó không có thừa chút nào. Bây giờ người ta thấy rằng sự tồn tại của nó là giúp cho cái đề kháng nó mạnh hơn, nó duy trì đề kháng mạnh hơn. Còn cắt bỏ nó là đề kháng chúng ta sẽ suy giảm. Cho nên sự tồn tại của nó là không có thừa, phải không ạ? Rồi ở trên mặt đất này nó có là kim mộc thủy hỏa thổ. Kim mộc thủy hỏa thổ nó có cái tính là tương sinh và tương khắc. Con người chúng ta cũng vậy, nó có tim can tỳ phế thận, nó có khi cũng tương sinh mà cũng tương khắc. Chẳng hạn như bây giờ người ta chẳng hạn như là người ta đeo cái bả vai đi, hay nói cái khác cho chẳng hạn ta đeo lưng đi ha, đeo lưng đi, thì lúc bây giờ nó có hai tình huống xảy ra, là một là do cái thận nó yếu, cho nên nó làm cho cái kinh mạch cái vùng đó ấy, là không khỏe. Nhưng mà cũng có khi là bị cái phổi yếu, bởi vì phổi nó sinh ra nước và thận là cần nước để dùng, nhưng mà cái phổi nó yếu, cho nên á giống như người mẹ yếu sức không có sản sinh sữa cho con bú, thành ra là làm cho đứa con nó yếu xuống, mà cái gốc của nó là từ phổi chứ không phải từ thận, hiểu không ạ? Cho nên có những cái tình huống tương sinh và tương khắc. Và một người xưa họ hư cấu cái câu chuyện này, họ chẳng hạn là họ nghĩ rằng á là khi người ta khấy một tiếng đàn thì người ta dùng toàn bộ cái thân á là ngũ hành ngũ uẩn của họ, mà họ ngũ hành đó, mà họ dùng một tiếng đàn, khấy một tiếng đàn, cái tiếng đàn nó sẽ tác động vào trong kim mộc thủy hỏa thổ, đúng không hả? Rồi á, một cái người họ nhất tâm họ lắng nghe thì họ cũng dùng cái gì khả năng của họ để họ thưởng thức cái sự tương tác này, thì lúc bây giờ cái tương tác đó nó vi tới, nó trở lại với người đàn, và người đàn họ biết rằng có người đang nghe lén đó, chính là hiểu cái lối đi nữa không à? Rồi những cái vị mà họ thanh hoa tinh thần á, chẳng hạn như là Tô Đông Pha, ông nói thế này: trong ta là núi, là rừng, là trăm tiếng hát đã dừng trên môi. Đó là cái trạng thái mà họ cảm nhận cái giữa bản thân của họ là một cái thực thể có đầy đủ như vũ trụ. Và họ sống cho họ, và họ cũng sống cho vũ trụ, và làm cho vũ trụ chính là làm cho chính mình. Những tư tưởng như vậy á, chúng ta thấy họ nhận ra được, và chúng ta bắt đầu từ hơi thở chúng ta cũng có thể nhận được sự tương tác của bốn đại. Hoặc là chúng ta quán một cái thau nước, ở trong đó có một viên gạo để sinh Tây Phương Tịnh Độ, chúng ta cũng có thể là đắc được những cái loại thiền định sâu xa. Cho nên đây là cái nghĩa nó hơi siêu việt một chút, nhưng mà thầy chỉ mang tính gợi ý đi nữa, sợ các vị mơ hồ. Bây giờ đây chúng ta nói đến chức năng và tự thể của bốn đại như thế nào. Chức năng của nó là gì, tự thể của nó là gì? Chức năng của chúng là theo thứ tự là đất, nước, lửa, gió. Thì cái chức năng của nó, chức năng của đất là duy trì, chức năng của nước là gì, là cố kết, thấy không? Chức năng của lửa là gì, là thành thục, thành thục nha. Mình ăn vô trong bụng mình mà nó không có nó không có nóng chỗ cái ruột mình á, là nó không tiêu được á, là xong đó nha. Cái ruột mình á là nó vậy đó, cái bao tử cho mình, cái bao tử nó phải nóng chỗ bao tử nha, nó là cái lửa nó đốt lên, và khi mình nó đốt xong ấy thì nó mới chạy xuống. Cho nên mặc dù nó treo lơ lửng như vậy nhưng mà chưa đốt là nó chưa cho xuống được.
Chứ nếu như mà cho vô mà nó chưa đốt mà nó đi xuống hết thì không biết mình sống làm sao. Là nó mất hết dinh dưỡng mình không sống được. Cho nên cái chức năng của đất là duy trì, chức năng của nước là cố kết, chức năng của gì của lửa là thành thục, và chức năng của gió là phát triển. Và phát triển đây được hiểu là gì? Là phân phối, là khuếch trương. Cho nên các ngài giải thích rõ từng chữ như vậy đó, là phân phối và khuếch trương lên. Đó là chức năng của bốn đại. Còn tự thế của bốn đại là sao? Đất thì cứng, nước thì sao? À, dính. Thấy chưa? Nước là thể lỏng, thể rắn, thể khí, nó vẫn là ẩm ướt, cái tính nó rít chứ, cái tính dính. Rồi lửa là cái thể ấm, cái tính ấm của nó, và gió là lay động. Đó. Cứng là tự thể của đất. À, mọi thứ đã rõ phân tích như vậy rồi. Bây giờ đây chúng ta nói rằng á, là vậy thì cái giới của gió ở trong lĩnh vực này là gì? Là trạng thái lay động nhẹ. À, trạng thái lay động nhẹ đó là gì? Là giới của gió. Tại vì chúng ta không biết cái ranh giới của gió là như thế nào hả? Ví dụ như cây cối đứng im, chúng ta không biết giới nó như thế nào, cái phạm vi nó tới đâu hả? Chứ mà nó lay động á, khi nó lay động á thì lúc đó bắt đầu chúng ta mới cảm nhận được cái giới của nó. À, cho nên Lăng Nghiêm phân tích cái chân tính nó là không, là giống như là một người lấy cái vạt áo mà vạt cho người khác, thì cái gió này nó sinh ra từ trong vạt áo hay là người kia tự sinh ra gió? Tự sinh ra gió, tại sao họ tồn tại được cái mặc áo một quần được, phải không? Gió thổi bung hết. Còn nói nhưng mà gió nó lại tự ra thì tại sao phải vạt nó mới ra? Như vậy thì cái tự thể gió là cái gì? Cho nên cái ranh giới nó là sự lay động. Phải có sự lay động mới nhận ra được cái ranh giới của nó. À, rồi giờ nói tới nói sự khác nhau giữa đất và giới của đất là như thế nào. Đất là hình hiện sắc theo thời gian gọi tên, nước và lửa cũng vậy, gió là giới cũng vậy. Nghĩa là gì? Đất là hiển và hình sắc, hiển hiện ra, đất nó phải ra cái hình chứ không có thì không được. Tự thể của nó là gì? Tự thể của nó là sắc xứ, tức là phải có cái nền tảng, có cái mặt bằng, phải có cái hình thù, phải không? Tùy theo khái niệm của thời gian mà quy ước đặt tên như vậy. À, cũng như đất được biểu thị theo khái niệm của thời gian bằng hiển và hình sắc, nước và lửa cũng vậy. Nước nó phải bốc lên bằng sự cháy, rồi lửa mà lửa nó bốc lên bằng sự cháy, còn lửa thì nước thì nó hiện ra thành dòng, thành sự cuốn trôi, phải không? Thế nhưng chính giới của gió cũng là thứ gió được nối đến trong thời gian. À, cái giới là cái phạm vi, cái hình thù của giới của gió đó, nó rất khó định hình, nhưng mà thời gian mình vẫn có thể là định hình được nó. Chẳng hạn như nói rằng là gì, hoặc chẳng hạn như là nói là gió đen gió tròn, hắc phong gió, hắc phong gọi là gió đen. À, còn gió tròn là gì? Gió xoáy bão đó. Nó không bảo mà gọi là gió tròn, nó cuộn tròn như là xoáy, và cái giới của nó là tự nhiên mình mô tả được, và cái tính cuộn tròn của nó, hay tính lốc của nó, hay là cái sự ngưng tụ mạnh của nó và sự tương tác nó vỡ hòa ra, nó tuôn đi thì chúng ta gọi là bão. À, còn gió đen có khi nó gộp lại những cái ngọn gió đen nghịch mà không có chất gì cả. Chúng ta thấy nó thỉnh thoảng trong vũ trụ nó có một cái ngọn gió nó gom lại mà không chất gì hết, nhưng mà gió đó gọi là gió đen. Rồi nó còn một cái điểm nữa là các vị có coi phim Tây Du Ký rồi, các vị biết rằng là ông Tổ Thiên Đại Thánh bị cái bà La Sát quạt một cái bị mất tiêu, phải không hả? Bà La Sát đó, bà quạt cái quạt gì? Bà tiêu á. À, tiêu cái gì hả? Là tiêu điều, phải không? Đó, cái bà tiêu là giữ nếp bà La Sát mà, cho nên là đừng nói tham sân si gì bà nghe, là giới định tội chịu cũng nổi bà La Sát này nghe. Tức là bà nổ nên là coi như là bà quạt là bay mất tiêu rồi. Nhất là bà trong biết với bà quạt một cái là phải biết là mình bay mất tiêu á, là cái cảnh giới của mình là không còn trong chùa nữa mà tới chỗ nào đó. Treo treo lứt kéo lên cành cây cũng hay luôn.
cái ý nghĩa này rất hay phải không hả? Nhưng mà khi gặp ai cho cái gì? Gặp cái ông nào? Hả? Gặp ông nào? Ông Phổ Hiền phải không? Ngài Phổ Hiền phải không? Hả? Ông Ngài Phổ Hiền. Gặp Ngài Phổ Hiền. Ông cho cái gì? Ông cho cái viên mà gọi là định phong. Cho nên á, thập hạnh Phổ Hiền nó mới chịu nổi bà đại sát. nó hay vậy đó. Thập hạnh Phổ Hiền là mới chịu nổi. Mới đầu là định phong mà. Thành ra tờ thiên anh ngậm trong miệng anh rồi đó. Là anh về là bà kia quạt quạt hết hơi chứ không sao hết. Đứa nhìn thôi. cho nên ông Ngô Thừa Ân nó không nhận là ông dối. Ông dối Phật Pháp. Ông biết cách ông liên tưởng những cái pháp đối trị nó có tính là bí vô. Thật là hay như vậy đó. Cho nên là chúng ta mà cô chừng bà lại sát miếng gạt cái là mình tiêu thì mình là thập hạnh Phổ Hiền phải không, là mình đứng im, còn không là nó gạt mình cái tới cổi nào luôn. Cho nên ở đây cái giới đó, cái giới của gió đó nó cuốn mình đi thật xa, thật nguy hiểm. Cái tâm mình nó cuốn đi xa như vậy, nhưng mà ở trong thập hạnh Phổ Hiền là đứng im, nó vẫn như vui tránh sáu ngàn. Có những cái yếu tố như vậy chiêm nghiệm nó cũng vui. Anh chị đạo Phật chúng ta dừng gần đây. Nguyện đem công đức này Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm ba đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời.